Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Video hôm nay thì mình đang gặp một chiếc xe Winner X 2022, xe được trang bị hệ thống khóa thông minh và hệ thống phanh ABS anh em nhá. Có ABS ạ. Đây là phanh ABS. Và xe này nó đang có một cái căn bệnh, đó là chính là mất hết tất cả các nguồn điện anh em nhá. Mất hết tất cả các nguồn điện, không có một cái nguồn điện gì xảy ra. Từ bấm tìm xe cho đến mở khóa không có cái tín hiệu nào cả. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến cho anh em cái bệnh này, thì cái dòng xe Winner 2022. Xe này là 2022 anh em nhá. Hệ thống khóa thông minh phanh ABS được anh em hay gọi là Winner V3. Thì mất tất cả các nguồn điện anh em ạ. Vâng, và mình đã tìm ra cái xe này thì có cái ban bệnh này nó hay thường bị, nên anh em cũng cần phải kiểm tra anh em nhá. Thì anh em thấy đây là cái hộp cầu chì này. Đây là một cái hộp cầu chì, nó sẽ cung cấp nguồn đi các cái cung cấp nguồn lên ổ khóa, cung cấp nguồn cho các cái hệ thống như là hệ thống mạch FI, hệ thống còi đèn sinh an. Đấy, tất cả cái cầu chì này sẽ cung cấp đi nhiều nơi như vậy anh em nhá. Và cái hộp cầu chì này được một đoạn dây điện từ bình ắc quy cấp nguồn. Đó là đây, anh em thấy cái dây này cắm vào cái rắc này, và cái rắc này cung cấp nguồn cho cái hộp cầu chì này. Và tiếp theo cái dây một, đây là hai dây màu đỏ cả anh em nhá. Và tiếp theo ở đây có một cái ngã ba đây anh em ạ. Đây, cái dây màu đỏ này, hai dây màu đỏ ở một chân, thì cái dây màu đỏ này tiếp tục sang bên hai cái cầu chì này để cung cấp nguồn cho hệ thống phanh ABS và cung cấp nguồn cho hệ thống khóa thông minh anh em nhá, gọi là ECU đấy anh em ạ. Thì là cái xe này, đây là cái rắc, anh em thấy là cái rắc này nó cắm vào đây anh em nhá. Đây, cắm vào đi cu, cắm cái này vào, cắm vào trong cái nguyên lại của nó đi, cắm vào trong đấy, cắm đi. Rồi, ok. Nếu vậy là cái dây điện này cắm vào cái rắc này, và cái dây điện này được lấy từ cọc dương ắc quy em anh em nhá, lấy từ cọc dương ắc quy vào đây qua cái rắc này và cấp nguồn cho hộp cầu chì. Và cái rắc này anh em nhìn thấy nó rất chi là đơn giản anh em nhá. Đối với những cái dòng xe khác thì những cái rắc nguồn bọc rất chi là chắc chắn, nhưng mà cái dòng xe này thì nó rất chi là sơ sài, mà cái rắc này cũng ở vị trí này luôn, thì nó hay bị nước vào nên là dẫn đến oxy hóa, nên là nó hộp cầu chì này mất nguồn hoàn toàn anh em nhá. Đối với những cái dòng xe khác khi mà bị mất nguồn thì thường nó mất hệ thống mạch phụ, hoặc là mất hệ thống mạch khác như là còi đèn sinh an, mất mạch FI, hoặc là mất nguồn IC đấy. Nhưng mà cái xe này mất tất cả đấy. Nhưng đối với những cái mạch khác á, thì mất một mạch thì nó vẫn còn phải còn một mạch, nhưng cái này mất tất cả thì sẽ liên quan đến dây nguồn cấp nguồn cho hộp cầu chì. Và cái rắc này được nhà sản xuất để cái vị trí này nó rất chỉ là sơ sài, nó không có gì bọc cả, nên dẫn đến nước hay vào, mà dẫn đến oxy hóa. Đây, tôi sẽ quay rõ lên anh em, rắc nó bị oxy hóa. Che tay vào đây quên, che chút cái tay vào đây đấy. Đây anh em này, anh em nhìn thấy là oxy hóa đấy, đen đi vào nó ở trong này. Đấy, anh em nhìn thấy trong này đấy, oxy hóa đen đi đấy anh em. Đấy, nó dẫn đến tiếp xúc làm cho cái cầu chì này mất điện và dẫn đến là mất tất cả điện anh em nhá. Vâng ạ. Và cái công việc của mình bây giờ thì rất là đơn giản, mình sẽ vệ sinh sạch sẽ và mình bôi dầu chống dí, và tiếp tục mình lại kiểm tra tiếp. Rồi, cắm trần vào để thử. Mình làm lau chùi sạch sẽ, làm cho tiếp xúc, và mình sẽ bỏ một chút nhớt dầu vào để cho nó luôn luôn được bảo dưỡng, nó sẽ không bị oxy hóa trở lại nhá. Bây giờ tôi bấm tìm xe anh em. Đấy, ngay lập tức là có tín hiệu luôn anh em nhá. Đấy. À, nổ máy luôn anh em nhá. Đấy. Thì cái ban bệnh hôm nay á thì tôi muốn chia sẻ đến cho anh em, thì là khi gặp những cái dòng xe này mà tự nhiên mất hết tất cả, thì anh em nên mất hết tất cả điện, thì anh em nên kiểm tra cái rắc đó anh em nhé. Và cái rắc đó là rắc nguồn cung cấp cho hộp cầu chì anh em ạ.
Rồi, ok anh em. Vâng, sau khi tôi xử lý cái giắc cắm dây điện xong thì khách hàng có nhờ tôi là kiểm tra xem trong xe có vấn đề gì không. Thì tôi, sẵn đây thì tôi đã kết nối máy chẩn đoán lỗi Motocantab phiên bản V2.4 vào giắc động lỗi ở trên xe nằm ở vị trí này rồi anh em nhé. Và tôi đã mở chìa khóa và máy Motocantab tôi đã có nguồn anh em ạ. Vâng, và tôi đã mở máy tính lên và chuẩn bị thực hiện cái chức năng kiểm tra xem xe khách hàng có vấn đề gì nữa không anh em nhé. Đây là màn hình máy tính của tôi ạ. Và màn hình máy tính bảng của tôi thì tôi đã kết nối lên màn hình tivi anh em nhé. Đã kết nối lên màn hình tivi. Như vậy là màn hình tivi ở đây thì khách hàng ngồi trong cửa hàng của anh em thì có thể xem được luôn ạ, thông số ạ. Và cái cách thức kiểm tra nó rất chi là tiện, rất chi chuyên nghiệp anh em nhé. Vâng, bây giờ thì tôi sẽ thực hiện. Khách hàng có nói là sẵn kiểm tra luôn là xe của khách hàng xem là có cái điều gì bất thường hay không. Thì sẵn đây tôi đã kết nối máy chẩn đoán lỗi vào và kiểm tra luôn xem có điều gì bất thường không. Thì đầu tiên là tôi sẽ bấm vào kiểm tra ECU cảm biến cơ cấu chấp hành. Tôi bấm vào cảm biến anh em nhé. Rồi, bây giờ tôi sẽ thực hiện chức năng là kiểm tra cảm biến tay ga trước anh em nhé. Vâng ạ, tôi bấm vào TB cảm biến vị trí bấm ga anh em nhé. Xe này của Honda, tôi bấm Honda anh em nhé. Rồi, tôi bấm mũi tên bên phải ạ. Thông báo. Thông báo kết nối Motocantab với xe qua giác chẩn đoán, sử dụng các DLC PN MTB08 DLC01. Cấp nguồn cho Motocantab, sử dụng các nguồn PN MTB08 vào ơn. Vâng, như vậy là anh em thấy là từ cái phiên bản V2.4 đây anh em ạ, đã có chức năng giọng nói trợ lý ảo, có chức năng giọng nói rồi anh em nhá. Vâng ạ, phiên bản rất chỉ là chuyên nghiệp, có cô trợ lý ảo xinh đẹp mà hướng dẫn đến cho anh em bằng giọng nói, rất chỉ là tiện lợi anh em nhá. Vâng, tôi sẽ bấm mũi tên bên phải. Yêu cầu bấm nút tiếp tục, sau đó xoay chậm từ từ, đều đặt tay ga đến khi bấm ga mở hết và giữ tay ga ở vị trí mở hết đến khi có thông báo mới. Vâng, như vậy là theo cô trợ lý ảo hướng dẫn thì anh em sẽ vặn hết tay, bấm mũi tên bên phải, sau này vặn hết tay ga từ từ đến khi nào mà mở hết ga thì anh em giữ lấy tay ga và chờ có thông báo mới anh em nhé. Vâng, như vậy thì tôi sẽ bấm bằng mũi tên bên phải một cái thì ngay lập tức tôi sẽ kéo tay ga lên, tôi kéo từ từ tay ga, tôi kéo lên hết ga thế này và tôi giữ lấy luôn, chờ có thông báo mới anh em nhé. Vâng, bây giờ tôi sẽ tiến hành thực hiện. Tôi bấm mũi tên bên phải ạ. Vâng, bây giờ tôi sẽ tiến hành kéo tay ga. Yêu cầu xoay chậm từ từ, đều đặt tay ga đến khi bấm ga mở hết và giữ tay ga. Thông báo cảm biến TB hoạt động tốt. Vâng, như vậy là cảm biến TB hoạt động tốt. Như vậy là một con cảm biến ok rồi. Tiếp theo, tiếp tục kiểm tra cảm biến khác anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra cảm biến nhiệt độ động cơ anh em nhé. Rồi, tôi bấm xe của Honda, tôi bấm Honda. Trạng thái Motoscan đang kiểm tra chuyên sâu cảm biến ECT. Vui lòng. Đức ơi, mở nhỏ cái loa lại cho chúng một chút. Thông báo, đây là chức năng kiểm tra chuyên sâu cảm biến ECT. Mạch tín hiệu cảm biến ECT khi đọc bằng máy chẩn đoán khi không có mã lỗi. Điều kiện bắt buộc để kiểm tra như sau. Rồi. Cơ đã ngừng nổ máy và nguội hoàn toàn như xe đã tắt máy thời gian dài trên 3 giờ hoặc xe đã tắt máy để qua đêm. Nếu động cơ đã nổ máy và nó máy, không thể kiểm tra chính xác được trong chức năng này. Bạn cần phải chờ động cơ nguội hoàn toàn. Bạn đã thỏa mãn được điều kiện này chưa và có muốn kiểm tra tiếp tục không? Vâng, để kiểm tra được cảm biến nhiệt độ động cơ thì anh em chú ý là xe phải nguội hoàn toàn, nguội máy anh em nhé, trên 3 giờ thì anh em mới thực kiểm tra được. Còn nếu như nhiệt độ của anh em, máy của anh em đang nóng thì không kiểm tra được đâu anh em nhé. Anh em tiếp tục bấm vào bên phải. Bấm tiếp anh em nhé. Kết nối motor scan đã. Yêu cầu động cơ không đủ máy, qua điện ở vị trí on. Vâng, hiện tại bây giờ thì động cơ của tôi không có nổ máy và khóa tôi chỉ có mở khóa on thôi anh em nhé. Vâng, tôi tiếp tục, tôi bấm mũi tên bên phải. Trạng thái motor scan đang kiểm tra chuyên sâu cảm biến ECT.
Rồi. Thông báo xe chưa nổ máy, yêu cầu nổ máy. Vâng, bây giờ tôi sẽ tiến hành nổ máy anh em nhá. Rồi ạ. Khả năng là lúc nãy nó bảo nổ máy rồi đấy, nhưng mà tôi đọc lầm. Tôi không nổ máy thì là máy ngay lập tức là máy rất chi là thông minh. Nó yêu cầu tôi phải nổ máy luôn. Và bây giờ tôi bấm VT bên phải anh em nhá. Rồi, bây giờ xe máy sẽ tự động chuyên sâu kiểm cảm biến anh em nhá. Vâng, những cái dòng máy chuẩn đoán lỗi hiện đại như thế này thì phiên bản V2.4 bây giờ thì nó rất nhiều chức năng anh em nhá. Đối với những anh em chưa hiểu biết gì về phun xăng điện tử, anh em có hỏi là có dùng máy được không thì đây là câu trả lời anh em nhá. Những anh em nào mà chưa am hiểu về hệ thống phun xăng điện tử, không hiểu gì về cảm biến thì anh em cũng cứ bấm vào đây. Nếu như để kiểm tra máy nó sẽ tự động kiểm tra chuyên sâu cảm biến. Nếu như cảm biến có vấn đề gì đó thì máy sẽ thông báo cho anh em nhá. Rất là tiện lợi anh em ạ. Hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều những cái dòng máy nhái, máy Moto Cantab, nên anh em phải cẩn thận. Anh em chỉ mua máy Moto Cantab thôi. Còn ngoài ra những cái dòng máy mà giống như máy Moto Cantab như thế này thì là những cái máy bắt chước theo Moto Cantab thì sẽ không thực hiện được anh em nhá. Không, máy không sử dụng được nhiều chức năng. Như vậy là thông báo cảm biến bị sai lệch giá trị khoảng 5 độ C hoặc đã bị nối thêm điện trở hoặc đã nạp phần mềm hiệu chỉnh giá trị nhiệt độ. Tuy vậy cảm biến còn thể sử dụng được, chưa cần thay thế. Vâng ạ. Như vậy là nó biết, nó phát hiện ra con cảm biến này nó hơi sai lệch một chút anh em nhá. Hơi sai lệch một chút cảm biến nhiệt động cơ, hơi sai lệch một chút, nhưng mà vẫn anh em thấy là cái dòng cuối cùng đấy là chưa cần thay thế anh em nhá. Vâng ạ. Như vậy là máy nó phát hiện ra ngay là cảm biến này có hơi có vấn đề một chút nhưng mà vẫn sử dụng được anh em nhá. Đấy là cái chức năng kiểm tra chuyên sâu cảm biến. Đấy, nó có thể phát hiện được cảm biến hỏng phải thay thế hoặc là cảm biến nó chỉ hơi sai một chút thôi nhưng vẫn sử dụng được, chưa cần thay thế. Đấy là một cái chức năng rất chi là tuyệt vời mà chỉ có máy Moto Cantab mới làm việc kiểu đó thôi anh em nhá. Vâng ạ. Tiếp tục tôi sẽ tắt khóa điện và tiếp tục tôi sẽ bây giờ tôi sẽ thực hiện chức năng tiếp theo là kiểm tra cảm biến nhiệt độ khí nạp anh em nhé. Cảm biến nhiệt độ khí nạp tôi bấm vào đây ạ. Rồi Honda. Rồi bấm vào bên phải. Nếu như mà anh em không thích cô trợ lý ảo đọc cho anh em nghe, cô trợ lý ảo hướng dẫn cho anh em nữa thì anh em sẽ bấm vào cô ấy, là cô ấy, cô trợ lý ảo sẽ không hướng dẫn nữa anh em nhé. Đấy, tôi bấm vào đây thì cô nó sẽ không hướng dẫn anh em nữa. Rồi tiếp tục anh em bấm phím mũi tên bên phải. Rồi yêu cầu động cơ không nổ máy, khóa điện on. Rồi ok, bấm tiếp. Rồi khởi động động cơ nổ máy, khởi động luôn ạ. Rồi bấm vào tay bên phải ạ. Rồi có nhiều cái cảm biến thì máy nó chỉ cần kiểm tra trong vòng 1-2 phút đã có kết quả rồi, hoặc là chỉ vài giây là đã có kết quả rồi. Nhưng mà cũng có những cái cảm biến nó cần phải có đủ cái thời gian, cần đủ thời gian để kiểm tra anh em nhá. Nên là có nhiều cái cảm biến nó phải kiểm tra tới vài phút đồng hồ anh em nhá. Vâng ạ, như vậy là tôi đang thực hiện kiểm tra chuyên sâu cảm biến IET, cảm biến nhiệt độ khí nạp anh em nhá. Sẵn đây thì là máy đang trong quá trình kiểm tra cảm biến thì tôi có chia sẻ luôn, thì nhà mình là đại lý chuyên cung cấp những cái dòng máy chuẩn đoán lỗi Moto Cantab phiên bản mới nhất hiện nay như trên màn hình của các anh em đã xem. Anh em nào quan tâm đến máy thì vui lòng gọi vào số điện thoại trên màn hình, mình sẽ tư vấn và cung cấp máy cho các anh em. Khi cung cấp máy cho các em thì mình có trách nhiệm là hỗ trợ kỹ thuật cho các anh em trọn đời anh em nhé. Hỗ trợ 24/24 ạ. Khi nào mà anh em cần không hiểu bất cứ một cái vấn đề gì đó đến hệ thống máy, đến cách sử dụng máy, hoặc là máy gặp vấn đề gì đó, hoặc là anh em cần hỏi cái gì về đó, về xe máy phun xăng điện tử, hoặc cái vấn đề gì đó anh em cần gặp mình, thì anh em cứ gọi vào số điện thoại trên màn hình, mình sẽ hỗ trợ.
nhà mình thì là nhiều năm làm việc online rồi, nên là mình biết làm như thế nào đó, chia sẻ đến anh em, nói chuyện qua điện thoại thôi, video thôi, nhưng mà nó ngắn gọn, dễ hiểu và hỗ trợ được cho rất nhiều anh em thợ sửa chữa xe máy trên toàn quốc anh em nhé. Máy chuẩn đoán lỗi của mình thì đã gửi xuất đi hầu như là 53 tỉnh thành Việt Nam, là tỉnh thành nào, huyện nào thì cũng đã có máy chuẩn đoán lỗi của mình đến từng huyện đó rồi anh em nhé. Nhớ anh em mà đang ở những cái huyện mà anh em muốn xin số điện thoại những người dùng máy của mình ở trong cái huyện đó, thì anh em cũng mình sẽ cho anh em các cái địa chỉ để anh em đến các cái huyện đó, anh em đến các cái xã đó anh em sử dụng máy anh em nhé. Nhà mình làm việc online lâu năm rồi nên là những cái vấn đề về hỗ trợ kỹ thuật cho anh em qua điện thoại thôi, và nhà mình làm hỗ trợ anh em rất chi là ngắn gọn, dễ hiểu, làm được việc anh em nhé. Tuy mình không đứng bên cạnh anh em, mình nói chuyện với điện thoại với anh em thôi, nhưng mà anh em làm được việc vì nhà mình làm lâu năm, mình có kinh nghiệm rồi anh em nhé. Chưa chắc một anh em nào đó đứng bên cạnh các anh em hỗ trợ cho anh em mà bằng mình hỗ trợ cho anh em từ xa anh em ạ. Vâng, hiện tại bây giờ thì đang kiểm tra cảm biến IAT thì phải cần một cái thời gian nó khoảng tầm vài phút thì mới đưa ra cái kết quả nó chính xác được, chứ không giống như là các cái ngon cảm biến khác là trong vòng 1 phút, hoặc như là kiểm tra cảm biến TB thì trong vòng có vài giây thôi là đã biết được cảm biến nó tốt hay xấu rồi anh em nhé. Vâng ạ, còn tiếp tục kiểm tra cảm biến thì tôi đấy, Winner này là Winner 2022 anh em nhé. Như vậy là khách hàng đã đi được 2022 nhưng mà đi rất chi là nhiều anh em nhé, đi rất chi là nhiều, tới 46.000 cây rồi, 46.000 cây rồi mà chưa bảo dưỡng một lần nào đấy, nên là khi nãy nó báo là cảm biến nhiệt độ động cơ là hơi sai lệch một chút rồi, nhưng mà chưa cần thay thế anh em ạ, vì xe này khách hàng không có bảo dưỡng bao giờ, mới sản xuất năm 2022 thôi, và năm nay là 2023 mới được có một năm thôi mà đã đi tới 46.000 cây rồi, thì anh em thấy là xe chạy rất là nhiều đúng không anh em. Đấy, lốp trước là thay rồi anh em này, lốp sau cũng thay rồi ạ. Đấy, lốp trước thay rồi thì mình có quay qua cái khoang cảnh cửa hàng nhà mình anh em nhé. Anh em nào tham khảo cái cửa hàng nhà mình thì anh em vui lòng là nhìn trên màn hình, anh em có thể là xây dựng một cái cửa hàng nó quy mô như thế này anh em nhé. Đây, một cái cửa hàng nó quy mô như thế này đấy, ok anh em. Để mình như là mình thấy là nó có kết quả đấy anh em. Vâng, thông báo cảm biến IAT hoạt động bình thường, chưa cần thay thế anh em nhé. Và ok, tôi tắt chìa khóa đi anh em nhé. Rồi, như vậy là cảm biến IAT tốt rồi anh em ạ. Tiếp tục, tôi tiếp tục kiểm tra cảm biến oxy anh em nhé. Khách yêu cầu mình kiểm tra thì mình có thể kiểm tra hết luôn ạ, xem có vấn đề gì không báo khách luôn ạ. Tiếp tục bấm mũi tên bên phải. Bây giờ tôi lại đọc câu trợ lý ảo, đọc lên anh em nhé. Anh em bấm vào đây, bấm vào đây ạ. Rồi, yêu cầu Photos kiến tác xin chào bạn, mời bạn chọn chức năng từ menu. Rồi, yêu cầu khởi động động cơ, nổ máy. Tôi sẽ khởi động động cơ. Rồi, bấm mũi tên bên phải. Vâng, tiếp tục là kiểm tra cảm biến oxy anh em nhá. Cảm biến oxy, vâng ạ. Đấy, anh em biết cảm biến oxy nằm ở đâu chưa? Tôi đang tiện đây thì đang kiểm tra cảm biến oxy thì tôi có chỉ luôn cho anh em biết là kiểm tra cảm biến oxy ở đâu anh em nhé. Đây ạ, đây là con cảm biến oxy anh em nhé. Cảm biến oxy thì thường được nhà sản xuất bố trí ở trên đầu bò hoặc là ống bô anh em nhé. Đối với dòng xe Winner thì đang nhà sản xuất để ngay ống bô và nó có 1 giây. Cảm biến oxy thì có loại 1 giây và loại 4 giây anh em nhé. Vâng ạ, đây là loại 1 giây, nó nằm ở ngay trên ống bô đấy anh em thấy không. Đấy, đấy là được gọi là cảm biến oxy anh em nhé. Vâng, xe này thì chắc chắn là tôi nghĩ là cảm biến oxy nó vẫn có vấn đề đấy anh em ạ, vì xe nó chạy lâu năm rồi. Tôi nhìn trên cái màn hình thì tôi thấy là cảm biến oxy nó không, cái vạch đỏ này nó không nhảy mà nó đi một đường thẳng. Để một lát là xem kết quả nó như thế nào anh em nhé. Xe này thì một lát nữa tôi sẽ sau khi kiểm tra cảm biến xem là có cái cảm biến nào có vấn đề hay không,
thì tôi sẽ tư vấn với cái khách hàng là nên là làm một gói bảo dưỡng anh em nhé, làm một gói bảo dưỡng chuyên sâu về cái xe này. Xe này là xe Winner 2022, vượt đạt được nhà sản xuất trang bị hệ thống khóa thông minh và hệ thống phanh ABS anh em nhé, hệ thống phanh ABS và được trang bị khóa thông minh Smart Key. Rồi, như vậy là đã có thông báo rồi. Kiểm tra màu buji. Nếu buji có màu đen hoặc màu đen hoặc vàng, bấm vào mũi tên bên phải. Còn buji mà có màu trắng thì bấm vào mũi tên bên trái. Như vậy là tôi chưa có tháo nhựa để kiểm tra cái cảm biến này rồi. Thôi bỏ qua con cảm biến này đi. Một lát nữa tôi sẽ yêu cầu thợ là tháo ra để kiểm tra cái màu buji. Bây giờ nó không đủ thời gian. Bây giờ không đủ thời gian thì thôi anh em nhá. Thôi ạ, bây giờ không đủ thời gian thì sẽ không cần kiểm tra được. Lúc này tôi bấm mũi tên bên đây là nó sẽ báo, cái này là báo không chính xác rồi. Một lát nữa tôi sẽ, vì là tôi lúc này tôi bấm mũi tên bên này anh em ạ. Cái này thì tôi phải tháo buji ra để xem buji màu gì để trả lời cho máy. Thôi, cảm biến này tôi bỏ qua anh em nhé. Rồi, tiếp tục là tôi tiếp tục hướng dẫn anh em kiểm tra cảm biến áp suất tuyệt đối của hút anh em nhé. Bấm vào đây ạ. Rồi, máy của tôi chưa mở khóa anh em nhé. Rồi, MAB, kiểm tra nốt cảm biến này nữa anh em nhé. Yêu cầu động cơ không nổ máy, khóa điện on. Ok rồi ạ. Rồi, bây giờ tôi sẽ tiến hành là khởi động xe để động cơ hoạt động ở chế độ guarantee ổn định khoảng 5 giây, sau đó bấm phím mũi tên bên phải anh em nhé. Rồi ạ, tôi sẽ tiến hành là nổ máy. Rồi, tôi sẽ để máy nổ ổn định trong vòng 5 giây, sau đó tôi bấm mũi tên bên phải anh em nhé. Rồi, thông báo. Bấm tên bên phải tiếp anh em nhé. Thôi sẽ thế này là tắt đi ạ. Rồi, động cơ không nổ máy, khóa điện on. Bấm tên bên phải. Thao tác lại anh em nhé. Rồi, bây giờ là khởi động động cơ. Vâng, đã có thông báo luôn là thông báo cảm biến TB hoạt động tốt anh em nhá. Vâng, như vậy là tôi kiểm tra chuyên sâu tất cả cái cảm biến trên xe Winner X2022 khách hàng yêu cầu, thì phát hiện ra là thứ nhất là cảm biến nhiệt độ động cơ nó hơi báo sai giá trị một chút rồi, nhưng mà chưa cần thay thế anh em nhá. Và thứ hai là kiểm tra cảm biến oxy thì chưa thực hiện được, vì là máy yêu cầu là phải kiểm tra màu buji, nhưng mà buji tôi lại đang phải cái dòng xe này tháo buji hơi phức tạp nên là tôi chưa tháo buri được, thì cái đó tôi sẽ kiểm tra sau. Và xe này thì khả năng là 46.000 cây rồi, thì tôi sẽ tư vấn với khách hàng là làm một gói bảo dưỡng chuyên sâu cho khách hàng anh em nhé. Vâng ạ, video hôm nay thì tôi vừa sẵn nó bị tiếp xúc cái dây điện cấp nguồn cho hệ thống cầu chì, sẵn khách hàng yêu cầu kiểm tra xe thì tôi có máy Motocantab phiên bản V2.4, tôi kiểm tra xe cho khách hàng luôn thì thấy là cảm biến nhiệt độ động cơ nó hơi sai một chút, cảm biến oxy thì không kiểm tra được, chưa kiểm tra được. Một lát nữa tôi sẽ trả lời màu buji thì máy sẽ đưa ra kết quả luôn, thì tôi cũng không quay lại cái video nữa vì là cái thời lượng video nó dài rồi, anh em xem nó sẽ rất mất thời gian. Và còn lại tất cả cái cảm biến còn lại thì rất bình thường anh em nhé, và tôi sẽ
tư vấn khách hàng là kiểm bảo dưỡng một gói chuyên sâu anh em nhá. Vâng ạ, như vậy là những anh em nào mà đang sử dụng máy Moto Cantab phiên bản thấp hơn phiên bản V2.4 thì anh em vui lòng là gọi vào số điện thoại trên màn hình, mình sẽ cung nâng cấp cho anh em từ xa, nâng cấp hoàn toàn miễn phí lên phiên bản V2.4. Còn những anh em nào mà đang có ý định mua máy thì anh em vui lòng gọi vào số điện thoại trên màn hình, mình sẽ tư vấn cung cấp máy cho các anh em và hỗ trợ kỹ thuật cho các anh em trọn đời. Cái máy Moto Cantab này thì nó phù hợp với những anh em chưa biết gì về FI, anh em vẫn có thể làm được anh em nhá. Còn hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều những cái dòng máy bắt chước Moto Cantab và nó không được thành công như máy Moto Cantab, nên là anh em không nên lựa chọn những cái dòng máy bắt chước anh em nhá, vì máy Moto Cantab nó có mặt ở trên thị trường vài năm nay rồi, nó khác với những dòng máy bây giờ bắt đầu bắt chước theo anh em nhá. Vâng ạ, video hôm nay thì mình xin kết thúc cái video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.